nghi phạm bắn ông Trump là ai? FBI đã xác định Thomas Matthew Crooks, 20 tuổi, sống ở khu Battle Park, quận Allegheny, bang Pennsylvania, là nghi phạm trong vụ ám sát hụt cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ chánh quyền cho biết vụ bắn súng nhằm vào ông Trump đã xảy ra vào hôm thứ Bảy, ngày 13 tháng 7, tức sáng ngày 14 tháng 7 giờ Việt Nam, tại một sự kiện vận động tranh cử. Nghi phạm đã bị nhân viên cơ quan mật vụ bắn chết vài giây sau khi được cho là đã nổ súng về phía sân khấu nơi ông Trump đang phát biểu. FBI cho biết họ đang làm việc để xác định động cơ của vụ tấn công. Trong đó, một người tham dự cuộc meeting thiệt mạng và hai người khác bị thương nặng. Ông Trump bị đạn sượt qua tai và chảy máu khá nhiều. Hồ sơ cử tri của bang cho thấy Crooks là một người ủng hộ đảng Cộng Hòa đã đăng ký bầu cử. Cuộc bầu cử vào ngày 5 tháng 11 sắp tới có lẽ là lần đầu tiên Crooks đủ tuổi để bỏ phiếu trong một cuộc tranh cử tổng thống. Crooks sống cách nơi xảy ra vụ nổ súng ở Butler khoảng 1 giờ lái xe. Cục Hàng không Liên bang Hoa Kỳ cho biết vào hôm nay 14 tháng 7 rằng họ đã đóng cửa không phận của khu Battle Park vì lý do an ninh đặc biệt. Theo hồ sơ của Ủy ban bầu cử liên bang, vào năm 2021, khi 17 tuổi, Crooks đã quyên góp 15 Mỹ Kim cho Act Blue, một ủy ban hành động chính trị nhằm quyên tiền cho các chính trị gia thuộc đảng Dân Chủ và cánh tả. Số tiền quyên góp được dành cho Progressive Turnout Project, hay dự án vận động bầu cử cấp tiến, một nhóm có quy mô toàn quốc kêu gọi các đảng viên Dân Chủ bỏ phiếu. Những tổ chức này đã không lập tức trả lời yêu cầu bình luận của Reuters. Matthew Crooks, cha của nghi phạm 53 tuổi, nói với CNN rằng ông đang cố gắng tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra và sẽ đợi cho đến khi nói chuyện với cơ quan thực thi pháp luật trước khi nói về con trai mình. Theo trang Pittsburgh Tribune Review, Thomas Crooks tốt nghiệp trường trung học Bethel Park vào năm 2022. Trang báo này còn cho biết Crooks nhận được giải thưởng ngôi sao trị giá 500 Mỹ Kim từ sáng kiến khoa học và toán học quốc gia. Một video lễ tốt nghiệp vào năm 2022 được New York Times đăng tải lại cho thấy Thomas Crooks đã nhận được những tràng pháo tay khi nhận bằng tốt nghiệp. Thomas Crooks. Trong video, anh ta đeo kính, mang bộ lễ phục tốt nghiệp màu đen và chụp hình với một quan chức của trường. Reuters chưa thể xác minh ngay tính xác thực của video. Các quan chức thực thi pháp luật cho biết vào hôm thứ Bảy ngày 13 tháng 7 rằng Crooks không mang theo giấy tờ tùy thân khi đến địa điểm xảy ra vụ nổ súng và danh tính của người này được xác định bằng các phương pháp khác. Hiện tại, chúng tôi đang xem xét các bức ảnh và đang cố gắng xét nghiệm DNA của nghi phạm để xác nhận sinh trắc học. Kevin Rojek, đặc vụ FBI phụ trách vụ án, nói trong cuộc họp báo. Báo USA Today đưa tin rằng hàng chục phương tiện của lực lượng thực thi pháp luật đã được triển khai bên ngoài một ngôi nhà được cho là địa chỉ trong hồ sơ đăng ký cử tri của Crooks. Cũng theo USA Today, các đặc vụ của Cục Rượu, Thuốc Lá, Súng và Chất Nổ thuộc Bộ Tư pháp đã có mặt tại hiện trường và một đội phá bom đã đến nơi của nghi phạm. Ngôi nhà của nghi phạm được quay bằng ghi bằng cảnh báo màu vàng của cảnh sát. Một chiếc xe của cảnh sát quận Allegheny, bang Pennsylvania cũng đậu bên ngoài. Reuters chưa thể xác định ngay các tài khoản mạng xã hội hoặc các bài đăng trực tuyến khác của Crooks. Meta, công ty mẹ của Facebook và Instagram, đã không trả lời ngay lập tức các câu hỏi về việc liệu nền tảng này có xóa bất kỳ tài khoản nào liên quan đến nghi phạm hay không. And you know, that's a little bit old, that chart. That chart's a couple of months old, and if you want to really see something that said, take a look at what happened. Oh. Fair. Move it to spare. Hold. When you're ready, on you. Ready? Move. Up. Move. Go. Up. Hawkeye's here. Hawkeye's here. Move it to spare. Spare, get ready. Spare, get ready. We ready? Shooters down. Shooters down. Are we good? Shooters down. Shooters down. Are we good to move? Shooters down. We're good to move. We're clear. We're clear. We're clear. We're clear. Let me get my shoes. Let me get my shoes. Got you, sir. I got you, sir. Let me get my shoes, sir. Hold that in your head. It's bloody. Sir, we gotta move to the bus. Move to the bus. Let me get my shoes. Okay, my shoes down. Watch out. Wait.